Xin chào 500 anh chị em. Hôm nay mình xin phép chia sẻ về tính năng kiếm tiền mới Super. Bạn Khả Duy đặt câu hỏi: mọi người cho em hỏi xíu ạ. Trong phần kiếm tiền Super, mục hình dán đặc biệt là sticker sẵn của YouTube hay là sticker của mình thiết kế ạ? Trước khi trả lời câu hỏi của Duy thì mình xin phép tóm tắt lại cho những người tối cổ là hiện nay YouTube đã mở tính năng kiếm tiền Super này cho tất cả các kênh Việt Nam, miễn sao là kênh đó đang xanh tiền. Thật ra nói thế thôi chứ chính bản thân mình mới là người tối cổ. Vì gần đây mình thấy anh chị em inbox hỏi nhiều về tính năng này, thì mình bắt đầu tìm hiểu để làm video thì phát hiện ra là YouTube đã âm thầm lặng lẽ mở tính năng này cho các kênh Việt Nam từ vài tháng trước đây. Giải thích một cách đơn giản thì cái tính năng này tương đương với tính năng tặng sao ở trên Facebook hay là donate ở trên TikTok. Với tính năng mới này thì khán giả sẽ có thêm một kênh để ủng hộ tài chính trực tiếp cho các idol. Đồng thời là những cái bình luận, những cái stickers của họ sẽ hiển thị màu sắc nổi bật ở trên video của anh em creator. So với các tính năng kiếm tiền khác thì cái tính năng Super này rất là dễ setup. Các bạn chỉ cần đăng nhập vào YouTube Studio, vào tab kiếm tiền và thực hiện các bước theo hướng dẫn của YouTube là xong. Lưu ý là anh chị em hãy bật hết cả 3 chức năng Super, gồm có là Super Chat và Super Sticker cho các luồng livestream và công chiếu, còn tính năng vô cùng biết ơn cho các video nguội. Quay trở lại với câu hỏi của Duy thì mình xin phép trả lời là YouTube đã tự thiết kế những cái hình dán Super Stickers này và mình không cần phải làm một cái gì nữa cả. Theo như cái gu thẩm mỹ hai lúa của mình thì mình thấy là những cái hình dán này YouTube đã làm rất là hiện đại và dễ thương. Anh chị em mình có thể mua thử để ủng hộ cho các cái idol của các bạn, cũng như là để hiểu rõ cái hành trình trải nghiệm của khán giả ở trên kênh của mình. Xong phần kỹ thuật ha, không có gì phức tạp lắm. Bây giờ mình chuyển sang những cái vấn đề mang tính chiến lược hơn, mang cái tầm vĩ mô hơn. Liệu cái keo này có thơm hay không? Có thể trở thành một phần đáng kể trong thu nhập của creator chúng ta hay không? Qua khảo sát ban đầu của mình thì hầu hết đều cho rằng là khán giả Việt Nam sẽ cần rất nhiều thời gian để làm quen với những cái hình thức tip cho creator như thế này. Nhưng mà bản thân cá nhân mình thì không nghĩ như vậy. Bằng chứng là chúng ta thấy rất nhiều idol vẫn đang kiếm hàng tỷ đồng mỗi tháng bằng cách tương tác trực tiếp thông qua donate ở trên TikTok hoặc là thông qua tính năng sao của Facebook. Rõ ràng là khán giả Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, không hề bỡ ngỡ khi tiếp cận với những điều văn minh mới mẻ như thế này. Đó là về phía khán giả, còn về phía creator thì chúng ta nên suy nghĩ như thế nào? Cách đây 14 năm, Kevin Kelly đã viết một bài viết blog gây chấn động và trở thành kim chỉ nam cho giới sáng tạo suốt từ thời đó đến bây giờ. Bài viết có tên là 1000 True Fans, 1000 fan ruột. Trong cái bài viết đó thì Kevin Kelly đã phân tích ra những cái con số khổng lồ 100.000 sub hay là 1 triệu sub dễ khiến cho dân sáng tạo chúng ta choáng ngợp. Nhưng mà thực ra thì chúng ta không cần một con số lớn như thế. Chúng ta có thể sống hoàn toàn thoải mái và sung túc nếu có thể kiếm được 1000 fan ruột. Yeah. 1000 thôi, khả thi hơn rất nhiều đúng không? Rồi làm sao mà sống thoải mái, dư dả với cái cộng đồng 1000 fan ruột của mình? Thì điều kiện cần là bạn phải đủ sức sáng tạo ra video, sáng tạo ra sản phẩm, làm sao để cho người ta có cái cớ để ủng hộ cho bạn. Mỗi một fan đó trong vòng một năm có thể ủng hộ cho bạn ít nhất là một ngày lương. Bây giờ anh chị em hãy thử suy nghĩ về cái kênh của mình, nghĩ đến những cái fan ruột nhất hiện ra trong đầu của bạn ngay lúc này, thì bạn sẽ thấy là đối với những người đó mà trong vòng một năm ủng hộ cho bạn một ngày lương thì đâu có gì lớn lao lắm đúng không? Hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mà nếu mà tính ra 1000 fan thì trong vòng một năm bạn sẽ có 1000 ngày lương, tức là cái thu nhập của bạn sẽ bằng gần gấp 3 lần so với bình quân của xã hội. Thấy chưa? Bài toán từ 1 triệu người theo dõi mà bây giờ chỉ còn 1000 người theo dõi thôi, hoàn toàn khả thi, hoàn toàn có thể làm được với bất kỳ ai. Nhưng mà điều kiện đủ là bạn phải có quan hệ trực tiếp với các fan của mình, không bị ngăn cản bởi những cái hàng rào trung gian như agency này, như nhà quảng cáo này, như những cái công ty media hay là các đài truyền hình, vân vân. Nghĩa là bạn nhận được sự ủng hộ tài chính trực tiếp từ các fan của mình. Mình đã từng làm một clip phân tích rất chi tiết về những cái hàng rào trung gian này và cái xu thế của media hiện đại ngày càng bỏ bớt những cái lớp ngăn cách giữa nhà sáng tạo với khán giả. Anh chị em nào quan tâm có thể tìm xem, mình sẽ để link ở bên dưới video này. Nói rông nói dài như vậy để quay trở về với cái tính năng Super này. Như vậy chúng ta thấy là Super sẽ trở thành một tính năng quan trọng để kết nối trực tiếp khán giả với creator. Anh chị em hãy chủ động giới thiệu cái tính năng Super mới này cho cộng đồng fan của mình. Có thể là trước một luồng livestream hay một cái buổi công chiếu, bạn lên sóng giới thiệu giải thích sơ sơ cho khán giả được biết. Rồi có thể là bạn nói rõ cho khán giả về cái mục đích gây quỹ của bạn. Có thể là mua thiết bị mới, có thể là làm chi phí sản xuất video, hoặc có thể là bạn cần thuê người để edit video, để ra được nhiều video hơn, nhanh hơn, phục vụ cho khán giả. Chúc anh chị em tận dụng hiệu quả cơ hội mới này và hẹn gặp lại trong những video lần sau.